Dạ, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nắng Rừng Hàng Lộc Sư Xá Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay là sáng ngày 17 tháng 11 2019 rồi các bác. Và hiện tại bên em có về được một ít các loại lan rừng của rừng Kon Tum nha các bác. Thì tổng thể hôm nay của em là có về được gồm là 1, 2, 3, 4, 5 loại. Thì 5 loại. Đây, đây các bác. Đấy. Thì còn phía trên đây là dàn của em trên đây này. Ở phía trên đây là dàn của em, còn ở dưới đây thì năm loại này. Đầu tiên là em có một cái loại mà giáng hương, đó là một loại mà cho hoa cực kỳ là thơm đấy, đó là cuối tháng 8, quế trắng nha các bác. Tiếp theo đó là một loại quý hiếm đấy, thuộc vào dòng quý hiếm và ghi vào trong sách đỏ của Việt Nam mình, thì đấy là lan hoàng thảo vạch đỏ. Và tiếp theo đó là lan quế nâu. Đấy, quế nâu thì em có nguyên bản và những phần rời. Tiếp theo đó là ba dề kiếm Kon Tum, hàng rừng về sổ số hoa các bác. Đấy. Và tiếp theo là một phần kim điệp nguyên bản. Đấy, tổng là em có 5 loại nha các bác. Quế trắng, quế tháng 8 và vạch đỏ, quế nâu, kiếm, kim điệp. Đấy. Thì mỗi một loại là em đã phân ra thành từng phần rồi. Thì có gì các bác cùng với mọi người quan sát và theo dõi, rồi là sưu tầm cho mình những dòng lan cho hoa đẹp và thơm vào trong không gian vườn của mình nhá. Thì để không mất nhiều thời gian là em sẽ xin phép giới thiệu từng loại một và báo giá luôn. Đấy, sau đấy là các bác là sau đấy các bác và mọi người cho em xin tên và địa chỉ kèm theo là số điện thoại, nếu như dùng hai số, nếu như là dùng hai số nhé các bác, và loại lan mà các bác muốn lấy, thì sau đấy là em sẽ chốt đơn hàng và đóng gói hàng gửi đi cho các bác cùng với mọi người thôi. Đấy, thì tổng thể là hôm nay em có 5 loại. Thì loại đầu tiên em xin giới thiệu đó là lan quế trắng quế tháng 8, một loại mà hiếm, rất chi là hiếm nha các bác. Thì hôm nay em có 3 phần. Đấy, 3 phần. Thì 2 phần là đều là cây mẹ bồng cây con. Đây. Thì đây là hình 1. Hình 1 quế tháng 8 này là một cây mẹ bồng cây con. Nó gồm có là một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn này, bốn ngọn này, bốn này, năm này, đấy, sáu này, đấy, sáu cây, đấy, một cây mẹ bồng cây con là trong sáu ngọn. Đấy, có 6 ngọn lá xếp rụt luôn này các bạn. Đấy, nhìn cái vòi hoa của nó đây. Vòi hoa này, vòi hoa rất chìa dài, phải được là 35-40 cm. Đấy, nhìn đây nha các bạn. Đấy, đây là hình số 1 quế tháng 8, là một cây mẹ bồng cây con, là nó có 6 ngọn nữa các bác. Đấy. 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 Thì hình số 1 cuối tháng 8 này có giá là 500 nha các bác. Đấy. 500 cho một cái hình cuối tháng 8. Cây mẹ bồng cây con 6 ngọn. Đấy. Tiếp theo là em qua hình 2 này. Hình số 2 quế tháng 8 này là nó có là một ngọn này. Một ngọn lá xếp nha. 2 3 ngọn này, đấy. Thêm một cái ngọn đang lên nữa đây các này. Đây này. Là 4 ngọn, đấy. Cho hình số 2 quế tháng 8. Đấy. Cực kỳ to luôn.
Đây cũng là một cây mẹ bồng cây con nhé các bác. Đây đấy đấy đấy, thì cái cây quế tháng 8 hình 2 này gồm một cái mẹ bồng cây con là gồm có là 4 ngọn nhé các bác. 4 ngọn thì hình 2 này có giá là 450, 450 cho hình 2 cuối tháng 8. Tiếp theo là em qua hình 3, hình cuối tháng 8 cuối cùng, thì đây là những hình cây rời. Thì hình số 3 này cũng là 450, thì nó có là một cây này đấy, xếp này, hai cây này đấy, cũng xếp luôn này các bạn này đấy, hai cây, ba cây, ba cây, bốn cây đấy, năm cây đấy, năm cây, sáu cây và một cây lớn này. Đây, một cây lớn này các bạn này đấy, một cây lớn lá xếp đấy, vòi hoa của nó này các bạn này. Đấy, ra hai vòi hoa một lúc 20 35 cm, 40 cm cái vòi hoa của nó các bạn. Đấy, thì đây là một cái cây lớn của hình số 3 gồm 6 cây nha các bác. Đấy, lá xếp xếp cực đẹp luôn. Thì hình 3 của cuối tháng 8 cuối trắng gồm là 6 cây nha các bác. Đấy, 6 cây rồi, có giá là 450 luôn. Đấy, thì đấy là ba hình quế trắng, thì em đã báo giá và quay rõ từng hình rồi nha các bác. Thì tiếp theo em qua hoàng thảo vạch đỏ, thì hoàng thảo vạch đỏ thì em có loại nguyên bản và loại rời, thì em có hai phần nguyên bản và ba phần rời. Và hoàng thảo nguyên bản hình một, hình một của hoàng thảo vạch đỏ nguyên bản này các bác này, thì nó gồm có là một cục này, một cục nha. Đấy, một cục rất chia nhiều thân tơ luôn này. Một cục và hai cục. Hai cục. Đấy. Đấy. Hai cục cho hình một nguyên bản hoàng thảo vạch đỏ này là có giá là 400 nhá các bác. Đấy. 400 cho hình 1. Hình 1 nguyên hoàng thảo vạch đỏ nguyên bản. Và sang hình 2. Hình 2 cũng là nguyên bản luôn, thì nó có là một cục. Đấy. 2. Và 4. Đấy. 4. Đấy. Hình họa hình 2 hoàng thảo vạch đỏ nguyên bản này là gồm có 4 cục nha các bác. 4 cục. 4 cục cho hình 2 này có giá là 350. Đấy. Và tiếp theo là em qua loại rời. Thì loại rời em có 3 phần. Và mỗi một phần loại rời hoàng thảo vạch đỏ nguyên bản như thế này. À, có giá là 300 nhé các bác trong một phần. Thì trong một phần loại rời này nó có một rề, hai rề, ba rề, bốn rề, năm rề đấy mà, 5 dề, 6 dề đấy,
6 dề cho một phần loại rời nha các bác. Thì nó có hai dề lớn và 4 dề trung bình. Đấy. Cho một phần lan hoàng tháo vạch đỏ loại rời. Đấy. Đấy. Thì em có 3 phần, mỗi một phần em đều chia đều bằng nhau hết nha các bác. Đấy. Đấy. Đấy là loại thứ hai, hoàng tháo vạch đỏ. Thì hoàng tháo vạch đỏ thì em có hai phần nguyên bản là hai hình nguyên bản. Đấy, hình 1 là 400 và hình 2 là 350 và 3 phần rời, mỗi một phần là 300. Rồi tiếp theo là em sang loại thứ ba, đó là lan quế nâu. Thì quế nâu khác mà quế trắng khác nha các bác. Đấy, thì quế nâu thì em có hai hình nguyên bản này. Hai hình nguyên bản. Thì hoa của quế nâu thì nó cũng cực kỳ là thơm luôn các bác. Đấy. Thường thường giờ các cái dòng lan mà bình thường lại rất chi là quý và hiếm. Đấy, rất ít khi mà có. Thì đây, hình một nguyên bản và nguyên bản nhưng mà cũng có những cây rời được bà con là họ cột vào này các bác. Đấy. Đấy. Thì hình một nguyên bản của lan quế nâu này là có giá là 300 nghìn các bác. Đấy, thì em có hai phần thì mỗi một hình nguyên bản của quế nâu đều là đồng giá là 300 nghìn các bác. Thì đây là hình số 1 này. Hình 1 là một cục này. Một cục gồm 3 ngọn này. 4 ngọn. Đấy, một cục. Hai cục. Lá xếp. Đấy, lá xếp. Đấy. Cục thứ hai này gồm có 3 ngọn này các bác này. Đấy. 3 ngọn. Hai cục này. Và 3 cục này. Đấy. Đấy. Thì 3 cục cho hình số 1. Quế nâu. Có giá là 300. Rồi. Hình số 2 của quế nâu này các bác này thì nó cũng có là một cục này. Một cục này là được là 4 ngọn này. Ui. 5 ngọn. Cục này 5 ngọn này các bác này. Cái thân lá này đỏ lọt luôn này. Đấy, không phải bị sâu đâu. Mà thân nó đỏ luôn các bác. Đấy. Cục lá xếp. Đấy. Đây. Một ngọn này. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm này. Một cục. Hai cục. Cục này thì có 4 ngọn này các bác này. Đấy, vòi hoa nó đấy. Đấy. Hai cục. Và 3 cục. Đấy, lá đỏ. Xếp. Cục này thì nó có là 2, 4, 6 ngọn liền. Đấy. Xếp. Cây của nó cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy. Đấy, đây là hình 2 của quế nâu nha các bác. Đấy, có 3 cục cũng đồng giá là 300 luôn. Và loại rời này. Loại rời thì là em có hai phần. Thì được bà con là người dân họ bó sẵn rồi. Thì mỗi một phần lan quế nâu là mỗi một phần lan quế nâu loại rời thì nó có giá là 250 nha các bác. Thì trong một hình quế nâu mà có giá là 250 thì nó có là một bó này, một bó, hai bó này. Đấy. Hai bó, ba bó và bốn bó. Thì ở trong đây là em ước chừng là một cây này, hai này, ba này, bốn này, năm này, năm, sáu này, sáu, 12 này và 14 cây. Thì đây là cái hình 1 là có 4 bó, là 4 bó. Hình 1 quế nâu gồm 4 bó có giá là 250.
Và hình số 2 này các bác này, hình 2 thì nó có là được 3 bó, nhưng mà đều là những cây nhánh lớn hơn của hình 1. Đấy. Thì nó được là một bó này. Một bó là gồm là 4 cây. Xếp hai bó này, 3 cây. 3 ngọn. Đấy, xếp luôn các bạn. Và bó thứ ba là một cái cây rất chìa lớn luôn. Đây các bạn này. Vòi hoa này. Đấy các bạn này, vòi hoa cực kỳ là dài luôn. Đấy. Đấy. Thì đây là hình 2 của quế nâu, gồm 3 bó cũng có giá là 250 luôn nha các bạn. Đấy, tiếp theo là em qua ba dề kiếm. Thì kiếm này là kiếm hàng rừng đó các bạn. Hoa thì hoa xổ số. Cũng không biết gọi là kiếm gì nữa luôn. Chứ biết là kiếm con tum, kiếm vàng con tum thôi. Thì đầu tiên em có cái dề kiếm con tum này. Đấy. Lá vàng nha. Đấy, lá vàng cực đẹp luôn các bạn. Đấy, các bạn nhìn này, rất chìa nhiều vòi hoa luôn, quả cũng có luôn này. Đó. Đấy, cái rễ nó đây, rễ này nặng lắm. Đấy, rất chìa nhiều ngọn luôn. Đấy. Đây. Thì dề số 1 kiếm con tum. Dề này có giá là 350 nha các bác. Đấy. 350 cho dề số 1 kiếm con tum. Đấy. Và dề số 2. Dề số 2 kiếm con tum. Dề 2 này có giá là 300. Thì cái thằng này là thằng lá xanh ủy kiến không các bạn. Đấy, lá xanh cực đẹp. Đấy, lá xanh cực đẹp luôn. Thì dề số 2 này giá là 300 nha các bạn. Và dề số 3 của kiếm con tum luôn là một cái dề cũng là lá vàng. Đấy, cực kỳ đẹp. Đấy, rẻ ở đây các bác. Ui, B3 cái rẻ này thở không nổi luôn. Đấy. Đấy. Thì rẻ số 3 này cũng có giá là 300 luôn các bác. Đấy. Rồi, tiếp theo là em qua loại cuối cùng, đó là kim điệp xuân. Thì kim điệp xuân là em có một phần và đây là một phần nguyên bản. Thì đây, kim điệp xuân. Thì một phần kim điệp xuân như thế này có giá là 250 nha các bác. Thì nó có là một cục này. Đấy. Hai cục này. Đấy. Hai cục củ rất chia to luôn. Đấy. Hai cục. Và ba cục. Đấy. Đấy, 3 cục cho một phần kim điệp xuân có giá là 250 nha bác. Thì bây giờ là em sẽ xin phép tổng kết lại một xíu về năm loại của em vào sáng ngày 17 tháng 11 hôm nay nha các bác. Thì đầu tiên là em có 3 hình lan quế trắng quế tháng 8. Thì hình số 1 có giá là 500. Đấy, hình số 2 có giá là 450 và hình số 3 cũng là 450. Và hoàng thảo một vạch đỏ. Thì hoàng thảo vạch đỏ em có hai loại, loại rời và loại nguyên bản. Thì loại nguyên bản là em có là hai hình. Thì hình 1 có giá là 400 và hình 2 là 350. Và loại rời thì là em có 3 phần. Đấy, mỗi một phần là 300.000. Đấy. Tiếp theo đó là lan quế nâu. Thì quế nâu thì em có là loại nguyên bản và loại rời. Thì loại nguyên bản là hình 1 300 và hình 2 cũng 300. Và sang hai phần rời thì là hình 1 250 và hình 2 cũng là 250 luôn. Và ba dề kiếm, dề 1 là 350 và dề 2 300.
và dề 3 300 và một hình kim điệp xuân có giá là 250 luôn các bác nhá. Thì đấy là tất cả là gồm 5 loại, và bây giờ em xin chào tạm biệt tất cả các bác cùng với mọi người. Hẹn các bác và mọi người vào các clip tiếp theo.